Xin chào mọi người, mình ở bên Thảo Dược Bảo Khánh. Mình đang cho mọi người xem video về con mồi chúa rừng. Đây là con mồi chúa rừng đã được bảo quản bằng cách ngâm rượu. Thường người ta sử dụng mồi chúa để mà giúp tăng cường sức khỏe, đặc biệt là cho nam giới. Mối rừng thì cũng có loại to loại nhỏ. Từ từ đã, ăn gì đây? Mối chúa này thì dao động nếu mà hàng to rơi vào tầm 25k, còn nếu hàng nhỏ rơi vào 16k. Bán buôn bên mình có bớt một chút, nhưng khách hàng mua với số lượng nhiều hoặc gộp nhiều các hàng khác với nhau, nhưng mà mua với mục đích là để bán. Mọi người cần mua thì hãy gọi cho mình theo số điện thoại 0911 324 888.